Chào mừng quý phụ huynh, các em học sinh đến với kênh 123 học tốt. Quý phụ huynh và các em hãy bấm vào nút đăng ký dưới video, bấm vào chuông để nhận thông báo về bài giảng mới nhất của cô giáo nhé. Video ngày hôm nay cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con học sinh lớp 2. Chúng ta sẽ ôn tập tự học ở nhà môn tiếng Việt. Thông qua việc chúng ta sẽ thực hiện 3 câu bài tập. Trong tiết ôn tập hôm nay giúp cho các con chúng ta sẽ rèn kỹ năng đọc qua câu số 1, rèn kỹ năng đọc hiểu và rèn luyện chữ viết qua cái câu số 2, và giúp các con củng cố và phân biệt các cái từ thuộc từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động trạng thái, từ chỉ đặc điểm tính chất thông qua câu số 3. Các con chúng ta hãy ghi chép các cái câu bài tập vào sổ trắng, sau đó các con chúng ta sẽ thực hiện theo yêu cầu của các câu. Thời gian làm bài của các con khoảng từ 40 đến 60 phút. Sau đây cô giáo sẽ đọc 3 câu bài tập, các con chúng ta lắng nghe, ghi chép và chuẩn bị làm bài nhé. Câu 1, đọc bài Một trí khôn hơn trăm trí khôn, sách tiếng Việt lớp 2, tập 2, trang 31 và 32, đọc 3 lần. Câu 2, viết. Câu 2, trả lời 5 câu hỏi cuối bài Một trí khôn hơn trăm trí khôn, viết lại câu trả lời vào sổ trắng. Câu 3, sắp xếp các từ sau theo nhóm phù hợp trong bảng dưới đây. Sách, vở, học tập, bàn ghế, ngoan ngoãn, giáo viên, lên bảng, thông minh, học sinh, quét nhà, đẹp đẽ, bồ câu, nhặt rau, chăm chỉ, nấu cơm, xinh tươi, vào các nhóm thứ nhất là từ chỉ sự vật, nhóm 2 là từ chỉ hoạt động trạng thái và nhóm 3 là từ chỉ đặc điểm tính chất. Các con chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ và thực hiện lần lượt các câu hỏi bài tập. Sau khi các con chúng ta làm xong, các con chúng ta hãy kiểm tra đáp án của mình thông qua việc là tiếp tục mở video, xem phần hướng dẫn làm bài và đáp án của cô ở phần sau nhé. Tiếp theo, cô giáo sẽ hướng dẫn các con chúng ta thực hiện từng câu một và so sánh đáp án từng câu. Bắt đầu từ câu số 1 nhé. Câu 1, đọc bài Một trí khôn hơn trăm trí khôn, sách tiếng Việt lớp 2, tập 2, trang 31 và 32, đọc 3 lần. Các con có biết lý do vì sao mà yêu cầu chúng ta đọc 3 lần không? Đọc 3 lần là để giúp cho các con chúng ta rèn kỹ năng đọc. Các con sẽ đọc nhiều lần thì sẽ giúp cho các con là đọc được đúng các từ ngữ trong bài, đọc sẽ trôi chảy hơn và ngắt nghỉ hơi đúng. Bên cạnh đó thì việc các con đọc nhiều lần sẽ giúp cho các con đọc các câu chuyện, nó sẽ trở nên là hấp dẫn hơn, hay hơn. Sau đây thì cô mời các con chúng ta sẽ cùng cô, chúng ta sẽ luyện đọc bài nhé. Một trí khôn hơn trăm trí khôn. Gà rừng và chồn là đôi bạn thân, nhưng chồn vẫn ngầm coi thường bạn. Một hôm, chồn hỏi gà rừng, cậu có bao nhiêu trí khôn? Mình chỉ có một thôi. Ít thế sao? Mình thì có hàng trăm. Một buổi sáng, đôi bạn dạo chơi trên cánh đồng, chợt thấy một người thợ săn. Chúng cuống quýt nấp vào một cái hang, nhưng người thợ săn đã thấy dấu chân của chúng. Ông reo lên, có mật trốn đằng trời. Nói rồi, ông lấy gậy thọc vào hang. Gà rừng thấy nguy quá, bảo chồn, cậu có trăm trí khôn, nghĩ kế gì đi? Chồn buồn bã, lúc này trong đầu mình chẳng còn một trí khôn nào cả. Đắn đo một lúc, gà rừng nghĩ ra một mẹo, ghé tai chồn. Mình sẽ làm như thế, còn cậu cứ thế nhé. Mọi chuyện xảy ra đúng như gà rừng đoán. Người thợ săn lôi gà rừng ra, thấy cứng đờ, tưởng gà rừng đã chết. Ông ta quẳng nó xuống đám cỏ, rồi thọc gậy vào hang bắt chồn.
Thình lình, gà rừng vùng chạy, người thợ săn đuổi theo. Chỉ chờ có thế, chồn vọt ra, chạy biến vào rừng. Hôm sau, đôi bạn gặp lại nhau, chồn bảo gà rừng: "Một trí khôn của cậu còn hơn cả trăm trí khôn của mình." Theo Chuyện đọc 1 năm 1994. Vừa rồi thì cô mới đọc mẫu bài cho các con nghe. Các con chúng ta hãy cố gắng, chúng ta rèn luyện đọc bài nhiều lần, chăm chỉ luyện đọc để các con có thể đọc đúng này, đọc hay này, đọc ngắt nghỉ hơi đúng dấu câu, và đọc làm sao thể hiện được cái lời của từng nhân vật trong câu chuyện nhé. Chúc cho các con chúng ta sẽ đọc thật là hay, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của câu số 1. Tiếp theo, cô mời các con chúng ta sẽ cùng cô thực hiện câu thứ 2 nhé. Câu 2, trả lời 5 câu hỏi cuối bài "Một trí khôn hơn trăm trí khôn". Viết lại câu trả lời vào sổ trắng. Như vậy thì câu 2 này giúp cho các con chúng ta là có cái kỹ năng, đó là đọc hiểu nội dung của bài. Các con sẽ trả lời các câu hỏi có liên quan đến nội dung của bài. Và các con hãy viết các câu trả lời vào sổ trắng để giúp cho các con chúng ta kỹ năng luyện viết. Chúng ta viết cho sạch đẹp để cho chữ viết chúng ta ngày càng đẹp hơn. Sau đây thì cô sẽ đọc các câu hỏi ở cuối bài, các con chúng ta cùng cô tìm hiểu. Câu 1, tìm những câu nói lên thái độ của chồn coi thường gà rừng. Câu 2, khi gặp nạn, chồn như thế nào? Câu 3, gà rừng nghĩ ra mẹo gì để cả hai thoát nạn? Câu 4, thái độ của chồn đối với gà rừng thay đổi ra sao? Câu 5, chọn một tên khác cho câu chuyện theo gợi ý dưới đây. A. Gặp nạn mới biết ai khôn. B. Chồn và gà rừng. C. Gà rừng thông minh. Sau đây thì cô mời các con chúng ta sẽ cùng cô kiểm tra lại xem là cái kết quả trả lời câu hỏi của mình như thế nào nhé. Cô sẽ hướng dẫn cho các con chúng ta sẽ trả lời từng câu hỏi một. Câu 1, tìm những câu nói lên thái độ của chồn coi thường gà rừng. Để trả lời câu hỏi này, các con chúng ta hãy đọc thầm đoạn 1 của bài để các con trả lời nhé. Trong đoạn 1, chúng ta thấy câu nói lên thái độ của chồn coi thường gà rừng đó là: chồn vẫn ngầm coi thường bạn, rồi ít thế sao, mình thì có hàng trăm. Đó chính là những câu thể hiện cái sự coi thường chồn, coi thường gà rừng. Các con ghi vào trong sổ trắng nhé. Câu số 2, khi gặp nạn, chồn như thế nào? Để trả lời câu hỏi thứ 2, các con chúng ta đọc thầm đoạn 2 của bài để trả lời. Trong đoạn 2, chúng ta thấy được là khi gặp nạn thì chồn rất là sợ hãi, chẳng nghĩ được kế gì để thoát thân. Đó chính là cái câu trả lời. Các con chúng ta hãy ghi chép câu trả lời vào sổ trắng. Tiếp theo, câu số 3, gà rừng đã nghĩ ra mẹo gì để cả hai cùng thoát nạn? Để trả lời câu hỏi thứ 3, các con lại đọc thầm đoạn thứ 3 của bài. Mẹo của gà rừng nghĩ ra để cả hai cùng thoát nạn đó là: gà rừng giả chết rồi vùng chạy để đánh lạc hướng người thợ săn, tạo cơ hội cho chồn chạy ra khỏi hang, thế là cả hai cùng thoát nạn. Đó chính là câu trả lời cho câu hỏi thứ 3. Các con chúng ta hãy ghi vào trong sổ trắng cho sạch đẹp. Câu hỏi thứ 4, thái độ của chồn đối với bạn thay đổi ra sao? Để trả lời câu hỏi này, các con chúng ta hãy đọc thầm đoạn thứ 4. Sau cái sự việc xảy ra thì thái độ của chồn đã không còn coi thường bạn như trước nữa, mà chồn lại nghĩ rằng là
một trí khôn của bạn còn hơn cả trăm trí khôn của mình. Đó là thái độ của chồn đối với bạn sau khi cái sự việc xảy ra. Tiếp theo, câu hỏi thứ 5. Hãy chọn một tên khác cho câu chuyện theo gợi ý sau. A. Gặp nạn mới biết ai khôn. B. Chồn và gà rừng. C. Gà rừng thông minh. Câu chuyện đang là có tên là một trí khôn hơn trăm trí khôn. Và bây giờ các con chúng ta hãy đặt một cái tên khác cho câu chuyện. Có thể các con đặt cái tên là gặp nạn mới biết ai khôn. Vì trong câu chuyện này thì cái người mà khi hoạn nạn biết tìm ra cái phương án để mà giải quyết cái vấn đề thì mới là người khôn. Cho nên chúng ta có thể đặt tên là gặp nạn mới biết ai khôn. Hoặc là các con chúng ta đặt tên là chọn tên là chồn và gà rừng cũng được. Bởi vì trong câu chuyện này thì chồn và gà rừng là hai nhân vật chính của câu chuyện. Các con có thể chọn là gà rừng thông minh cũng phù hợp. Vì trong câu chuyện này thì gà rừng quả là thông minh. Chính vì thông minh cho nên mới có thể là giải thoát cái sự nguy hiểm cho cả mình và bạn. Vậy các con chọn cái tên nào cũng được, miễn sao các con phải giải thích được cái suy nghĩ tại sao mình lại chọn cái tên đó. Hoặc các con có thể là tự mình đặt cho chuyện một cái tên khác cũng được. Như vậy vừa rồi cô vừa hướng dẫn cho các con chúng ta trả lời các câu hỏi ở cuối bài, giúp cho các con chúng ta là hiểu cái nội dung của bài hơn. Rồi các con chúng ta ghi chép cái câu trả lời của mình. Các con hãy viết cho đẹp để luyện chữ của mình cho nó đẹp nhé. Tiếp theo, cô mời các con chúng ta sẽ chuyển sang câu số 3. Câu 3. Sắp xếp các từ sau theo nhóm phù hợp trong bảng dưới đây. Sách, vở, học tập, bàn ghế, ngoan ngoãn, giáo viên, lên bảng, thông minh, học sinh, quét nhà, đẹp đẽ, bồ câu, nhặt rau, chăm chỉ, nấu cơm, xinh tươi. Các nhóm chúng ta cần phải phân biệt đó là nhóm 1, từ chỉ sự vật, nhóm 2, từ chỉ hoạt động trạng thái, nhóm 3, từ chỉ đặc điểm tính chất. Như vậy thì các con chúng ta hãy lựa chọn các cái từ ngữ sao cho nó phù hợp với lại từng nhóm. Từ nào là từ chỉ sự vật chúng ta đưa vào nhóm 1, từ nào là từ chỉ hoạt động trạng thái chúng ta đưa vào nhóm 2, và từ nào là từ chỉ đặc điểm tính chất chúng ta đưa vào nhóm 3. Các con đã được học về các cái từ chỉ sự vật, chỉ hoạt động trạng thái và từ chỉ đặc điểm tính chất. Bây giờ các con chúng ta cùng cô chúng ta sẽ sắp xếp các cái từ này vào nhóm cho phù hợp nhé. Sách là từ chỉ sự vật chúng ta đưa vào nhóm 1. Vở là từ chỉ sự vật chúng ta đưa vào nhóm 1. Học tập là từ chỉ hoạt động chúng ta đưa vào nhóm 2. Bàn ghế là từ chỉ sự vật chúng ta đưa vào nhóm 1. Ngoan ngoãn là từ chỉ đặc điểm tính chất chúng ta đưa vào nhóm 3. Giáo viên là từ chỉ sự vật chúng ta đưa vào nhóm 1. Lên bảng là từ chỉ hoạt động chúng ta đưa vào nhóm 2. Thông minh là từ chỉ đặc điểm tính chất chúng ta đưa vào nhóm 3. Học sinh là từ chỉ sự vật chúng ta đưa vào nhóm 1. Quét nhà là từ chỉ hoạt động chúng ta đưa vào nhóm 2. Đẹp đẽ là từ chỉ đặc điểm tính chất chúng ta đưa vào nhóm 3. Bồ câu là từ chỉ sự vật đưa vào nhóm 1. Nhặt rau là từ chỉ hoạt động đưa vào nhóm 2. Chăm chỉ là từ chỉ đặc điểm tính chất đưa vào nhóm 3. Nấu cơm là từ chỉ hoạt động đưa vào nhóm 2. Xinh tươi là từ chỉ đặc điểm tính chất đưa vào nhóm 3. Như vậy là chúng ta vừa sắp xếp xong các từ ngữ vào 3 nhóm phù hợp. Các con chúng ta hãy ôn lại các cái từ chỉ sự vật,
từ chỉ hoạt động trạng thái và từ chỉ đặc điểm tính chất. Vừa rồi cô vừa hướng dẫn cho các con chúng ta ôn tập thực hiện 3 câu hỏi bài tập trong cái bài ngày hôm nay. Mong rằng là qua cái bài ôn tập các con chúng ta sẽ rèn được cái kỹ năng đọc hay, rèn kỹ năng viết bài và rèn kỹ năng là đọc hiểu trả lời câu hỏi, và chúng ta phân biệt được các từ ngữ thuộc các cái nhóm từ sự vật, từ chỉ hoạt động trạng thái và từ chỉ đặc điểm tính chất. Chúc các con chúng ta có sức khỏe và có một cái kiến thức thật vững chắc để chúng ta sẽ học tốt hơn ở trong thời gian sắp tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các con.